Rồi, hôm trước thì cái bài toán mà anh đưa cho em ấy là chúng ta đã có điểm hòa vốn mà chỉ có một mặt hàng rồi, đúng không? Đối với điểm hòa vốn thì chúng ta có cho một mặt hàng. À, cho nhiều mặt hàng. Cho một mặt hàng thì chúng ta có một cái bài toán riêng rồi. Thế còn cho nhiều mặt hàng ấy thì anh sẽ chia sẻ với em về cái cách để mà chúng ta xác định cái điểm hòa vốn cho nhiều mặt hàng ấy. Thì công thức nó sẽ là như sau: xác định doanh thu hòa vốn. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xác định cái phần gọi là phần doanh thu hòa vốn. Doanh thu hòa vốn ở đây nó sẽ là bằng tổng định phí chia cho tỷ lệ số dư đàn phí bình quân, được chưa? Đấy, mà tỷ lệ số dư đàn phí bình quân sẽ bằng tỷ lệ số dư đàn phí của mặt hàng Y chia cho tỷ lệ doanh thu của mặt hàng Y, được chưa? Đấy, tức là em sẽ có cái phần tỷ lệ doanh thu và tỷ lệ số dư đàn phí của mặt hàng Y. À, sorry sorry, chỗ này tính nhân nhân thì mới đúng. Đấy, của mặt hàng Y. Tức là chúng ta có bao nhiêu mặt hàng Y, có bao nhiêu mặt hàng là chúng ta lấy tích nhân với nhau xong rồi chúng ta cộng lại, được chưa? Đấy, thì đấy là tỷ lệ số dư đàn phí bình quân thì chúng ta sẽ tính như vậy. Thế còn cái tỷ lệ doanh thu của mặt hàng Y nó sẽ là bằng doanh thu mặt hàng Y chia cho tổng doanh thu, được chưa em? Đấy, sau đó chúng ta có nhân với 100%. Đấy, thì em sẽ ra được cái tỷ lệ doanh thu, tức là cái cơ cấu trên tỷ trọng doanh thu của từng mặt hàng đấy, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải với những cái bài toán mà chúng ta tính toán cho nhiều mặt hàng như thế này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải giả sử cái tỷ lệ doanh thu của các mặt hàng này, hay gọi là mặt hàng thứ Y này, nó đi theo một cái tỷ lệ đã xác định sẵn, được chưa? Thì lúc này cái bước đầu tiên ấy để chúng ta xây dựng đối với cái bài toán này là chúng ta bước 1 xác định tỷ lệ doanh thu của các mặt hàng. Đấy, đây là bước 1. Và cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lập cái kế hoạch giả định. Cái này em sẽ phải lập kế hoạch. Đấy. Theo từng thời điểm. Theo mong muốn của giám đốc. Muốn tỷ trọng doanh thu nó như thế nào? Đấy, thì lập cái này ấy, thì chúng ta sẽ có thứ tự này, tên sản phẩm này, chúng ta có doanh thu này, thường là chúng ta sẽ lấy theo cơ cấu của doanh thu năm trước ấy, được chưa? Kế hoạch là chúng ta sẽ lấy kế hoạch doanh thu năm và từ đây chúng ta sẽ tìm ra được cái tỷ lệ. Đấy, ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ lập một cái bảng như thế này, anh để là ở đây là sản phẩm. Đấy, anh để nó là như thế này đi. Và doanh thu hàng năm của từng cái này, ví dụ như là đơn vị tính của anh là 1.000 đồng. Doanh thu ở đây là 324 triệu, 425 triệu, 1 tỷ rưỡi, 560 triệu, 852 triệu, 478 triệu, 215 triệu, 624 triệu, 91 triệu, 485 triệu, 528 triệu. Đấy. Sau đó anh sẽ có tổng doanh thu ở đây. Tổng doanh thu của anh. Tuần này. Đấy, anh sẽ có tổng doanh thu như thế này. Và nhiệm vụ của anh bây giờ là anh sẽ phải tỷ trọng doanh thu.
thì tỷ trọng doanh thu nó sẽ bằng doanh thu năm chia cho tổng doanh thu. Cố định nó lại. Đấy, tổng nó bằng 100%. Đấy, 6%, 8% các kiểu đấy. Được chưa? Nếu mình để phần trăm này thì mình sẽ bỏ qua dấu này. Đấy, ok nhá. Thì bước đầu tiên em sẽ phải làm cái này trước. Sau khi mình làm xong cái này thì bắt đầu mình mới đến bước tiếp theo. Đấy là mình sẽ đi xác định để tìm điểm hòa vốn. Và khi mà mình đi tìm xác định để tìm điểm hòa vốn thì buộc lòng là mình sẽ phải đi tìm định phí và biên phí. Được chưa? Đây là bước 1. Bước 2. Tập hợp toàn bộ chi phí. Cái này thì em sẽ lấy cái sổ chi phí. Sau đó thì xác định biến phí. Trong biến phí này thì và định phí thì mình thứ nhất là mình xác định được tổng định phí cho toàn bộ tất cả các sản phẩm luôn, chứ định phí này chúng ta sẽ không thể phân bổ ở kia được, đúng không? Rồi sau đó là từ đấy chúng xác định biến phí. Đấy, biến phí thì nó có thể là nó sẽ có hai loại biến phí cho em. Một là biến phí liên quan đến giá mua, được chưa, và những cái biến phí khác, biến phí khác dùng chung thì cái này mình sẽ phân bổ theo tỷ lệ doanh thu, được chưa? Ok chưa? Ừ. Thì lúc này đồng thời em cũng sẽ phải xác định được cái giá bán bình quân nữa của từng sản phẩm, được chưa? Sau khi chúng ta tập hợp đủ hết tất cả mọi thứ như thế này thì bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng lên một cái bảng để chúng ta tính toán thứ tự này, tên sản phẩm này. Anh sẽ có cái đầu tiên đấy là giá bán trên một đơn vị sản phẩm, giá bán bình quân trên một đơn vị sản phẩm, được chưa? Rồi chúng ta có tiếp đấy là biến phí trên một sản phẩm của anh. Biến phí trên một sản phẩm của anh sẽ bao gồm có cái này và cộng với cái phần biến phí anh phân bổ theo tỷ lệ doanh thu thì anh sẽ ra được biến phí cho một đơn vị sản phẩm, được chưa? Sau khi anh xác định được biến phí cho một đơn vị sản phẩm thì bắt đầu anh mới xác định những cái bước tiếp theo. Đấy, bây giờ anh sẽ lấy ví dụ này cho em. Anh có giá bán bình quân trên một đơn vị sản phẩm. Cái này thì anh tính toán ra được. Ví dụ như ở đây là đơn vị tính là 1.000 đồng. Đấy, anh có giá bán như thế này. Anh giả sử rằng là giá bán của anh nó như thế này. Đây, sau khi em dùng tính toán của em ra được cái đơn giá bình quân nó như thế này. Sau khi chúng ta có đơn giá bình quân thì chúng ta đi xác định cái phần biến phí trên một đơn vị sản phẩm. Thì cái phần biến phí trên một đơn vị sản phẩm này thì em tính toán em cũng xác định ra được. Đây, ví dụ như này. Đấy, anh giả sử nó sẽ như thế này. Đấy, kết quả là biến phí trên một đơn vị sản phẩm của anh bao gồm có giá mua cộng với các khoản biến phí khác phân bổ theo tỷ lệ doanh thu. Đấy, thì anh ra được biến phí trên một đơn vị sản phẩm. Sau khi mà anh đã xác định được cái phần biến phí trên một đơn vị sản phẩm này xong, anh tiếp tục là anh sẽ tính toán để anh tìm tìm tiếp. Sau khi xác định được cái biến phí trên một đơn vị sản phẩm này thì chúng ta sẽ xác định về cái số dư đảm phí. Đấy, số dư đảm phí
Số dư đảm phí thì em chú ý giúp anh là nó sẽ bằng giá bán trừ đi biên phí, bằng giá bán trừ đi biên phí. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được như thế này. Đây là phần số dư đảm phí. Từ đây chúng ta xác định ra được cái tỷ lệ số dư đảm phí. Thì lấy tỷ lệ số dư đảm phí này sẽ bằng đấy, thì chúng ta sẽ có được cái phần số dư đảm phí nó sẽ là như thế này. Là dựa trên cái số tổng nha, thì cũng là cơ cấu Là sao nhỉ? đúng không? Đây là anh đang tính tỷ lệ số dư đảm phí đấy. Là anh sẽ lấy số dư đảm phí của từng cái một, anh chia cho tổng số dư đảm phí, được chưa? Anh sẽ ra được cái tỷ lệ số dư đảm phí của từng sản phẩm. Ok chưa? Bởi vì bây giờ anh cần đi tìm tỷ lệ số dư đảm phí bình quân mà, được chưa? Rồi, sau đó thì anh đưa cái tỷ lệ số dư, anh đưa cái tỷ lệ doanh thu vào đây. Đưa vào đây thì nhanh nhất là anh dùng hàm VLOOKUP, được chưa? Đây. Lấy từ trên cái bảng này. Cố định nó lại, anh lấy 3. Không. Đấy, thì nó sẽ nhặt ra được cho anh tổng là như thế này, đi theo cái bên trên này. Ok chưa? Rồi, sau khi anh xác định được cái phần tỷ lệ doanh thu rồi, anh đưa cái phần doanh thu vào đây. Anh cũng dùng cái khác. Ôi trời. Đấy. Xong. Sau khi mình xong được cái phần doanh thu thì bắt đầu mình sẽ xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình quân. Anh sẽ xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình quân. Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân thì nó sẽ là bằng cái tỷ lệ số dư đảm phí của từng sản phẩm nhân với tỷ lệ doanh thu của từng sản phẩm, được chưa em? Thì mình sẽ sử dụng đến hàm sum product em nhé. Sum product mình bôi cái này. Bôi cái này. Sau khi mà mình xong được cái phần tỷ lệ số dư đảm phí này thì mình sẽ tính cái phần liên quan đến doanh thu hòa vốn, được chưa? Doanh thu hòa vốn. Đấy, doanh thu hòa vốn thì để tính được doanh thu hòa vốn thì bắt buộc em cần có tổng định phí ở đây. Cần tổng định phí. Tổng định phí của anh ở đây là 500 triệu, đơn vị tính là 1.000 đồng. Anh sẽ 500 triệu. Bây giờ anh sẽ xác định được cái phần doanh thu hòa vốn. Em sẽ nhìn ở bên trên, doanh thu hòa vốn của anh sẽ bằng tổng định phí chia cho tỷ lệ số dư đảm phí bình quân đây, bằng tổng định phí chia cho số dư đảm phí bình quân. Doanh thu hòa vốn của anh là hơn 6 triệu, là hơn 6 tỷ đấy, Sáu được chưa? Hơn 6 tỷ đấy. Bây giờ anh sẽ từ cái doanh thu hòa vốn này anh xác định lại cái sản lượng hòa vốn ở đây, được chưa? Đấy, sản lượng hòa vốn của anh cần, sản lượng hòa vốn của anh nó sẽ là bằng, đi theo tỷ lệ doanh thu. bây giờ là doanh thu này là doanh thu của hòa vốn đấy, được chưa? Anh sẽ bằng cái này thêm nhân với doanh thu hòa vốn, cố định nó lại đấy. Ok chưa? Từ đây chúng ta sẽ tìm về được cái sản lượng hòa vốn của mình, nó sẽ bằng doanh thu hòa vốn chia cho đơn giá, được chưa? Đấy, mình sẽ quay ngược trở lại mình có được cái này. Đấy, ok chưa? Cái tỷ lệ doanh thu nó nhỏ quá, 1 tỷ rưỡi, chết nhỉ. Mà sao nó có vấn đề? Đấy. Ok chưa? Đấy, thì đấy là cách để mà mình xác định được cái doanh thu hòa vốn, cái sản lượng hòa vốn, thì bắt buộc là mình phải đi theo cái cách phương thức như thế này thì mình mới có thể xác định được. Đấy, thì mình có thể áp dụng vào trong cái bài toán của bên đơn vị của mình.
Thế nhưng mà ở đây nó có một cái nhược điểm là bắt buộc là mình phải giả sử cái phần doanh thu của mình theo cái tỷ trọng. Thế nên là mình sẽ phải có kế hoạch doanh thu và mình phân bổ cho từng nhóm. Sau đó mình nhập cái tỷ trọng mới của nó vào thì mình mới ra được cái phần tỷ trọng doanh thu, tỷ lệ doanh thu của mình, được chưa? Cái này là mình phải xây dựng cái cơ cấu doanh thu trước. Đúng rồi, xây dựng cơ cấu doanh thu trước. Nhưng mà nếu như mình không xây dựng cơ cấu doanh thu trước, mình cứ đi theo cơ cấu cũ thì có sao mà. Ừ, được, vẫn được mà em. Em có thể lựa chọn đi theo cái cơ cấu doanh thu cũ cũng được mà. Tức là cái cơ cấu doanh thu của năm trước của em nó như thế nào thì năm nay em vẫn để nguyên như thế. Nếu mà làm như thế này thì mình không cần phải phân loại lại bất cứ một cái gì của nhà mình nữa, đúng không? Để có sao thì như vậy. Để nguyên cái file Excel của em, sau đó thì tập hợp đủ cái phần biến phí của em là được ấy, đúng không? Đấy, thì đây là cái cách để mà chúng ta xây dựng lên được một cái điểm hòa vốn cho nhiều mặt hàng. Mình có thể tham khảo cái cách làm này và sau đó em có thể áp dụng vào cái phần của nhà em. Đấy, mình lưu lại, nhà em sẽ áp dụng theo cách này. Chứ cái cách kia thì nó chỉ có một sản phẩm thì nó lại Một khá là sản phẩm dễ, đúng không? này, một hoặc là ít sản phẩm đúng không? Cái gì cơ em? Thế là cái cách cũ thì mình đối với một hoặc là ít sản phẩm, một cái người còn Ừ, đối với cái một sản phẩm thì cái doanh thu này nó bằng định phí chia cho giá bán trừ đi giá vốn. Tức là nó cũng chỉ có một sản phẩm thôi nên nó lấy giá bán trừ giá vốn luôn, đúng không? À, giá bán trừ đi biến phí luôn. Đấy. Thế còn của mình thì nhiều sản phẩm thì bắt buộc là để tìm ra được một cái doanh thu hòa vốn thì mình sẽ phải tìm ra được một cái tỷ lệ số dư đảm phí bình quân, được chưa em? Ừ. Tại vì quy nó về kiểu giống như là của một sản phẩm đấy, được chưa? Thì mình đi theo cái cơ cấu của doanh thu với cái cơ cấu của tỷ lệ số dư đảm phí thì mình sẽ ra được đấy, mục đích của họ là như vậy. Về bản chất thì nó vẫn là công thức kia nhưng mà chúng ta phải tính toán cái bình quân, đúng không? Nó vẫn chỉ là bằng định phí chia cho giá bán trừ biến phí. Đấy, nó vẫn chỉ là cái công thức này thôi. Nhưng mà ở đây thì lấy giá bán trừ đi biên phí thì người ta gọi là số dư đảm phí, đúng không ạ? Và nếu như mà nhiều sản phẩm như này làm sao mà chúng ta ấy được, thì chúng ta lại chẳng nhẽ lại phân bổ định phí ra để tính à, đúng không? Thì thay vì đấy là định phí chung rồi thì chúng ta tìm ra một cái tỷ lệ số dư đảm phí bình quân, lấy tỷ lệ số dư đảm phí chúng ta nhân với tỷ lệ doanh thu thì chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ số dư đảm phí bình quân, và từ đấy chúng ta lấy định phí chúng ta chia cho cái này thì nó cũng sẽ ra được doanh thu hòa vốn đấy. Và từ doanh thu hòa vốn chúng ta theo cái tỷ trọng chúng ta có doanh thu mới và chúng ta sẽ ra được sản lượng hòa vốn đấy. Thì bây giờ mình mấu chốt của nhà em bây giờ là em phải xác định chính xác được phần tổng định phí và xác định được cái phần biến phí này này, đúng không? Cái phần biến phí này cái phần hơi đau đầu đấy, bởi vì là mình xong được cái này rồi thì mình mới có được những cái kế hoạch để mà mình phân tích tiếp, đúng không? Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì theo cái cách mà tính nhiều sản phẩm này thì nó đã bị áp đặt theo một cái cơ chế về cơ cấu tỷ trọng doanh thu rồi, đúng không? Đấy, mấu chốt bây giờ là em phải tập hợp đủ được cái phần này cho anh thì chúng ta mới có thể tính toán được thử trong một tháng, hoặc là chúng ta cứ lấy dữ liệu cơ cấu đấy đi theo năm. Sau đó thì bên em thì cứ hàng quý cái tỷ trọng doanh thu nó sẽ tăng lên một chút hay như thế nào đấy thì em lại lấy cái cơ cấu của cái tháng đấy để em làm, được chưa? Thì đấy là toàn bộ cách thức của cái bài toán này. Còn bài toán điểm hòa vốn của một sản phẩm thì hôm trước anh vừa phân tích thì chúng ta xong được cái phần gọi là phần điểm hòa vốn. Và sau khi xong được cái phần điểm hòa vốn này thì chúng ta phải nghĩ đến những cái vấn đề tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ đi đánh giá cái hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua một cái bộ báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính.